Bản tin tổng hợp sáng ngày 16 tháng 8 Báo cáo, Nga tích lũy lượng lớn hỏa tiễn ở Belarus chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine. Ukraine tuyên bố hầu hết chỉ huy quân đội Nga đã chạy trốn khỏi thành phố Kherson. Tổng thống Zelensky thành lập Hội đồng Giải phóng Crimea. Thị trưởng Kyiv kêu gọi cư dân chuẩn bị quần áo ấm và chăn cho mùa đông lạnh giá. Chủ tịch Hạ viện Nga nói Ukraine đã vỡ nợ Nga mất tiềm năng xuất khẩu vũ khí vì cuộc chiến Ukraine Tình báo Ukraine cho biết các quân chức Nga từ chối làm việc ở Ukraine mặc dù được trả lương gấp đôi Mỹ-Trung gia tăng thách thức nhau trong hồ sơ Đài Loan Lũ lụt ảnh hưởng đến hàng ngàn người ở miền Bắc nước Lào Indonesia huy động nhiều máy bay túc trực phòng cháy rừng Ấn Độ treo quốc kỳ chào mừng ngày độc lập ở cách trái đất hơn 30 km. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và sau đây, kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin tổng hợp sáng ngày 16 tháng 8 của DKN TV. Báo cáo, Nga tích lũy lượng lớn hỏa tiễn ở Belarus chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine. Thưa quý vị, Belaruski Hajun, một nhóm giám sát độc lập của Belarus, tin rằng Nga đã tích lũy một số lượng lớn các hệ thống hỏa tiễn phòng không cũng như từ 15 đến 60 hỏa tiễn tại sân bay Chayaprokka ở Gomel của Belarus. Điều này có thể cho thấy Nga đang có kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine. Cụ thể, Belaruskin Hajun cho biết bằng việc sử dụng các hình ảnh vệ tinh, nhóm của họ đã có một cái nhìn tổng quan đầy đủ và cập nhật về tất cả các thiết bị và vũ khí hiện đại đang được khai triển tại sân bay Jaya Báo cáo cho biết, có từ 10 đến 14 hệ thống hỏa tiễn đất đối không S-400, 3 hệ thống radar Kasta 2E2 và 48 IA-6K1 Potlet và hai hệ thống phòng không Panshir. Ngoài ra, có ít nhất 15 và tới 60 hỏa tiễn cho các hệ thống S300 và S400 tại kho đạn ở Jajapropka. Belaruski Hachun cũng lưu ý rằng máy bay IL-76 của Nga đang cung cấp thêm hỏa tiễn cho S400. Các nhà phân tích của Belaruski Hachun đưa ra giả thuyết rằng tất cả những điều trên đã chỉ ra rằng các hoạt động chuẩn bị đang được tiến hành cho một cuộc tấn công hỏa tiễn quy mô lớn vào lãnh thổ của Ukraine trong những tuần tới đây ngoài ra có một số lượng lớn các phương tiện quân sự thiết bị lều trại cũng xuất hiện ở Dniproka chuyển sang một diễn biến khác Ukraine tuyên bố hầu hết chỉ huy quân đội nga chạy trốn khỏi thành phố Kherson thưa quý vị hôm 15 tháng 8 ông Yuri Sobolevsky phó giám đốc hội đồng vùng Kherson trên sóng truyền hình Ukraine đã cho biết tôi có thể xác nhận điều này đó là sự thật cho đến ngày hôm nay, người Nga không có một tuyến đường tiếp tế nào là an toàn và có thể đáp ứng các nhu cầu cụ thể cho binh lính được khai triển ở gần Kherson. Quan chức này cũng xác nhận, lực lượng vũ trang Ukraine đang kiểm soát tất cả các tuyến đường chính trong khu vực này. Đây có thể là lý do chính khiến Nga rút các chỉ huy quân sự khỏi Kherson. Theo ông Sobolevsky, phần lớn trong số họ đã rời khỏi Kherson và vâng, chúng tôi có báo cáo rằng điều này đã xảy ra. Ông này nói thêm rằng cây cầu Antonivka không còn có thể băng qua ngay cả khi đi bộ. Về tinh thần của quân đội nga ở khu vực này, ông Choboleski nói tinh thần của họ đang đặc biệt thấp vì mọi kế hoạch của họ liên quan đến vùng Kherson đều đã thất bại. Trước đó, Bộ chỉ huy tác chiến miền Nam của Ukraine đã thông báo họ đã thực hiện một cuộc tấn công mới vào cầu đường bộ Antonivka, buộc Bộ chỉ huy quân đội nga phải tháo chạy. Hiện Nga vẫn chưa đưa ra bình luận trước các tuyên bố của Ukraine. Một thông tin khác từ phía Ukraine Tổng thống Zelensky đã ký xác lệnh thành lập một hội đồng cố vấn về giải phóng và tái hòa nhập lãnh thổ Crimea đang bị Nga tạm chiếm. Theo xác lệnh Tổng thống số 579 được truyền thông Ukraine đăng tải, hội đồng cố vấn có nhiệm vụ thúc đẩy phối hợp các biện pháp liên quan đến giải phóng, tái hòa nhập và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine bảo vệ các quyền và lợi ích của công dân Ukraine, khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại gây ra cho công dân và nhà nước Ukraine do hành động xâm lược vũ trang của Liên bang Nga. Theo xác lệnh này, Andriy Yermak, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, phải đệ trình các đề xuất liên quan đến thành phần của Hội đồng Cố vấn này trong vòng một tháng. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày công bố 15 tháng 8. Việc chính quyền Kyiv thành lập Hội đồng Giải phóng Crimea bán đảo bị Nga dùng vũ lực sáp nhập vào năm 2014 đang cho thấy quyết tâm của Ukraine trong việc giành lại tất cả các lãnh thổ bị Nga chiếm đóng. Lập trường của chính quyền Kyiv hiện nay là không nhân nhượng lãnh thổ để đổi lấy hòa bình, bất chấp sự ủng hộ của phương Tây được các chuyên gia dự đoán là sẽ suy giảm trong thời gian tới đây. Ở một diễn biến có liên quan, thưa quý vị, thị trưởng Kyiv, ông vitali Kalichko đã kêu gọi người dân Kyiv phải chuẩn bị cho một mùa đông lạnh giá ở nhà, vì nguồn cung cấp điện và khí đốt có thể bị gián đoạn. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Babel được đăng tải vào hôm 15 tháng 8, ông Kalichko đã nói: "Tôi không muốn trấn an mọi người và nói rằng mọi thứ sẽ ổn, chúng ta phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt và phải hình dung ra nhiều kịch bản khác nhau." Khí đốt là trách nhiệm của chính phủ, họ đã bảo đảm rằng sẽ có đủ khí đốt cho người dân và nó sẽ không trở nên đắt đỏ hơn. Đây là sự mong đợi nhưng chúng ta không thể loại trừ có thể sẽ có các hành động khủng bố tấn công vào các trạm ga tự nhiên. Chúng tôi cũng tính đến kịch bản này. Cũng theo lời của ông Kalicco, chính quyền sẽ làm mọi thứ có thể và không thể để ngôi nhà của người dân được sưởi ấm. Tuy nhiên để đề phòng rủi ro, người dân nên chuẩn bị chăn ấm và cả quần áo ấm mặc ở nhà. Thị trưởng íp nói thêm, có thể bị mất điện, nhưng các nhà chức trách sẽ làm mọi cách để bảo đảm điều này không xảy ra. Ông Kalitsko cũng không quên nhấn mạnh rằng Kyiv là mục tiêu của kẻ xâm lược và vẫn là mục tiêu của kẻ xâm lược. Nhưng đưa ra bảo đảm rằng thủ đô hiện đã được chuẩn bị tốt hơn nhiều cho một cuộc tấn công có thể xảy ra của lực lượng vũ trang Nga. Chuyển sang một diễn biến khác. Chủ tịch Hạ viện Nga nói Ukraine đang vỡ nợ. Thưa quý vị, Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin đã cho rằng Ukraine đã mất độc lập tài chính không thể thực hiện nghĩa vụ với người dân nếu thiếu hỗ trợ từ phương Tây. Trên Telegram hôm 15 tháng 8, ông Volodin đã nói các khoản thuế thu được chỉ đóng góp 40% vào ngân sách quốc gia Ukraine, vốn đang dành tới hơn 60% cho chi tiêu quân sự. Ukraine đang vỡ nợ. Quan chức này nhấn mạnh mức thâm hụt hàng tháng của Ukraine lên tới khoảng 5 tỷ đô la Mỹ. Những số liệu tương tự cũng đã được báo Mỹ của Trey Journal đưa ra vào ngày 12 tháng 8. Theo ông Volodin, Kyiv không đủ năng lực hoàn thành nghĩa vụ với người dân nếu không có Washington và Bruxelles hỗ trợ. Ukraine đã mất khả năng độc lập tài chính. Giới chức Ukraine chưa bình luận về phát biểu của Chủ tịch Hạ viện Nga. Chính phủ Ukraine hôm 15 tháng 8 đã công bố dự luật xóa ưu đãi thuế nhiên liệu. Tài liệu này giải thích đăng trên website Quốc hội Ukraine cảnh báo đất nước đang thiếu hụt đáng kể ngân sách dành cho đường bộ. Dự luật đưa ra các điều kiện để nền kinh tế vận hành đúng chức năng và tăng thu ngân sách thông qua thu thuế tiêu thụ đặc biệt. Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergei Marchenko cũng thừa nhận ngân sách vào năm tới sẽ cực kỳ eo hẹp do chiến tranh. Oleg Astenko, cố vấn kinh tế cho Tổng thống Ukraine vào tháng trước cũng cho hay thâm hụt ngân sách nhà nước của Ukraine dự kiến lên tới 50 tỷ đô la vào cuối năm nay, tương đương với từ 30 đến 35 GDP. Chính quyền Kyiv khẳng định cần phương Tây hỗ trợ 5 tỷ đô la mỗi một tháng. Tuy nhiên, ông Astenko hồi tháng 7 đã cho rằng Ukraine cần thêm 4 tỷ đô la trên tháng trong 3 tháng tới để trang trải các khoản hỗ trợ di tản khẩn cấp và sửa chữa nhà cửa cho hàng triệu người, đồng thời hỗ trợ thu nhập tối thiểu cho những người bị mất việc làm. Các khoản viện trợ và cho vay mà phương Tây cam kết với Ukraine đang được cung cấp chậm hơn nhiều so với dự kiến. Cho đến nay, Ukraine mới nhận được 1 tỷ euro trong gói cho vay dài hạn trị giá 9 tỷ euro, tương đương với 9,3 tỷ đô la Mỹ mà Ủy ban châu Âu đề xuất hồi tháng 5. Chuyển sang một diễn biến khác. Tổn thất nặng nề trong cuộc chiến, Nga mất tiềm năng xuất khẩu vũ khí. Do hậu quả của các lệnh trừng phạt của phương Tây và nhu cầu thay thế trang thiết bị quân sự bị phá hủy trong cuộc chiến ở Ukraine, Nga đã phải tạm dừng một số hợp đồng vũ khí. Theo báo The Times, Cụ thể, tờ The Times của Anh dẫn lời các quan chức quốc phòng của Ukraine cho biết trong một báo cáo mới rằng Nga đang phải đình chỉ các hợp đồng vũ khí trị giá hàng triệu đô la Mỹ với các quốc gia khác vì các lệnh trừng phạt hoặc nhu cầu bổ sung các thiết bị chiến đấu bị tổn thất ở Ukraine. Chẳng hạn, vào tháng 3 năm nay, Moscow đã phải đình chỉ hợp đồng chuyển giao hai máy bay trực thăng KA-32 cho Serbia. Nga mô tả máy bay trực thăng KA-52 Alligator của họ mạnh như một xe tăng bay nhưng nhiều chuyên gia đã chỉ ra những khiếm khuyết lớn của nó. Vào tháng 5 và tháng 6 năm nay, Nga đã thông báo cho Algeria về việc trì hoãn thực hiện các hợp đồng cung cấp thiết bị quân sự, bao gồm các máy bay và thiết bị phần mềm. Và vào tháng 7, Ukraine cũng cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đã đề xuất chấm dứt hợp đồng cung cấp máy bay không người lái orlan 10 cho Myanmar và bồi thường hợp đồng. Báo cáo của Ukraine cho biết thêm, Moscow cũng phải đề nghị hoãn cung cấp 4 chỉ đấu cơ Su-30 SME, 2 hệ thống phòng không Pantsir S-1 và một hệ thống radar cho nước này. Ngoài ra, Moscow cũng chỉ hoãn việc thực hiện hợp đồng cung cấp súng trường tấn công AK-203 cho Ấn Độ. Các hợp đồng trang bị hệ thống hỏa tiễn phòng không tor M1 với Kazakhstan và Belarus cũng có nguy cơ thất bại. Nga cũng thông báo cho một đối tác khác về việc ngừng cung cấp hệ thống pháo và hỏa tiễn chống tăng cũng như không thể chế tạo trực thăng hạng nhẹ Kajan Asas vì các lệnh trừng phạt quốc tế. Bất chấp các báo cáo của Ukraine và những thiệt hại to lớn trên chiến trường, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 15 tháng 8 vẫn khẳng định các loại vũ khí của Nga đang đi trước các đối thủ nhiều năm và sẵn sàng cung cấp các khí tài này cho những đồng minh đối tác bền chặt của nước này ở Mỹ Latin, châu Á và cả châu Phi. Dù Nga vẫn luôn tỏ ra tự tin, Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự phương Tây cho rằng màn trình diễn của quân đội Nga tại Ukraine có thể khiến việc xuất khẩu vũ khí của nước này trở nên kém hấp dẫn hơn. Ở một diễn biến có liên quan, tình báo Ukraine cho biết các quan chức Nga từ chối làm việc ở Ukraine mặc dù được trả lương gấp đôi. Kính thưa quý vị, theo tình báo quốc phòng Ukraine, các quan chức của Nga đang từ chối đi làm việc tại các khu vực do Nga chiếm đóng ở Ukraine mặc dù họ được trả lương gấp đôi. Cụ thể, cục tình báo chính của Bộ Quốc phòng Ukraine vào hôm 15 tháng 8 đã công bố một báo cáo cho biết, họ có được thông tin này là do một quyết định từ chính quyền vùng Bengorod của Nga. Tình báo Ukraine đã cáo buộc các nhân viên tòa thị chính Nga cũng như các nhà quản lý và nhân viên của các tổ chức thành phố đang được hứa trả mức lương gấp đôi bằng đồng rúp của Nga trong thời gian làm việc tiềm năng tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng do Nga hậu thuẫn, DPA và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng, LPA ở miền đông của Ukraine. Ngoài ra, các chi phí liên quan đến các chuyến công tác và cả các nhu cầu khác cũng sẽ được hỗ trợ cho các quan chức Nga nếu như họ đến làm việc tại Ukraine. Báo cáo của Ukraine viết rằng, những lời hứa tăng cường, thanh toán có liên quan đến sự miễn cưỡng của các quan chức Nga khi đến Ukraine do lo ngại cho sự an toàn của chính họ. Tuy nhiên, bất chấp những đề xuất này, người Nga vẫn tiếp tục ồ ạt từ chối thực hiện một chuyến công tác nguy hiểm. Newsweek, hãng tin đưa tin về vụ việc này cho biết họ không thể xác minh độc lập báo cáo này. Và họ đã liên lạc với Ban giám đốc tình báo quốc phòng Ukraine và cả Điện Kremlin để yêu cầu bình luận nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin xua quân xâm lược nước láng giềng vào ngày 24 tháng 2, trong cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Nga đã giành được quyền kiểm soát một số vùng lãnh thổ ở miền đông và miền nam của Ukraine. Nhưng báo cáo tình báo của Ukraine, nếu như đúng, đã chỉ ra rằng việc vận hành thành công các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng có thể là trận chiến của chính họ, khi Nga đang vất vả để thuyết phục các quan chức đến những vùng này để làm việc. Trước đó, vài quan chức Nga bổ nhiệm ở Khai Shon đã thiệt mạng và bị thương trong các vụ nổ. Chuyển sang phần tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Mỹ-Trung gia tăng thách thức nhau trong hồ sơ Đài Loan Kính thưa quý vị, vào hôm 14 tháng 8, một phái đoàn gồm 5 nghị sĩ Mỹ đã tới Đài Loan, Chính quyền Trung Quốc hôm 15 tháng 8 thông báo loạt tập trận mới quanh hòn đảo dân chủ. Thông cáo của chiến khu miền Đông của Đảng Cộng sản Trung Quốc được hãng Reuters trích dẫn cho biết, ngày 15 tháng 8, chiến khu miền Đông của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa đã tổ chức một cuộc tuần tra hỗn hợp, chuẩn bị cho cuộc chiến và các luyện tập chiến đấu trên biển và trên không quanh Đài Loan. Người phát ngôn của chính khu miền Đông đã tuyên bố, các cuộc tập trận mới là phương tiện gian đe nghiêm khắc đối với Mỹ và Đài Loan vì tiếp tục các thủ đoạn chính trị và phá hoại hòa bình ổn định tại eo biển Đài Loan. Qua chuyến công du bất ngờ này, giáo sư Philip Golub, chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Đại học Mỹ ở Paris, đã nhận định hai cường quốc đẩy mạnh cạnh tranh gia tăng thách thức nhau, đặc biệt trong vấn đề Đài Loan. Trả lời đài phát thanh quốc tế Pháp IFI ngày 15 tháng 8, ông đã phân tích rằng, Chúng ta đang chứng kiến xu hướng gia tăng canh đua tương quan lực lượng giữa Trung Quốc đại lục và Hoa Kỳ. Và khi canh đua gia tăng, có thể dẫn đến một loạt khủng hoảng hoặc sự cố quân sự, có thể nói là rất khó xử lý. Do đó, chúng ta đang chứng kiến một động thái nguy hiểm giữa một bên là Mỹ và bên kia là Trung Quốc. Nhưng theo tôi, dường như đây là vấn đề liên quan đến cấu trúc có nghĩa là từ lâu nay, giới tinh hoa lãnh đạo chính sách đối ngoại và an ninh của Mỹ đã cho rằng Trung Quốc đã trở nên quá lớn, quá giàu, quá mạnh, quá nhanh và Trung Quốc đang đe dọa vị thế của Hoa Kỳ cũng như của các đồng minh của Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương. Việc các nghị sĩ của Mỹ tham gia các phái đoàn công du Đài Loan có phần làm gia tăng căng thẳng, nhưng lại đồng thời họ cũng tái khẳng định là Washington sẽ không bỏ rơi Đài Loan trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Lũ lụt ảnh hưởng đến hàng ngàn người ở miền Bắc nước Lào. Thưa quý vị, mưa lớn nhiều ngày gây lũ lụt ảnh hưởng đến hàng ngàn người dân ở các khu vực miền Bắc của nước Lào. Theo Tân Hoa Xã, ngày 15 tháng 8, lũ lụt đã tấn công 4 tỉnh Cheyaburi, Hua Phan, Luông Pha Băng và Viên Chăn, với ít nhất 10 huyện bị ảnh hưởng. Nhà chức trách Lào cho biết những con đường ngập nước, điện và nước đều bị cát tại một số khu vực. Tại Cheyaburi, giới chức tỉnh đã ban bố tình trạng khẩn cấp từ cuối tuần trước sau khi nước sông Hoang tràn bờ, cuốn trôi nhiều ngôi làng và nhấn chìm nhiều ngôi nhà. Hơn 10 ngôi làng tại năm huyện của tỉnh Cheyaburi đã bị ảnh hưởng. Phó tỉnh trưởng Cheyaburi, ông Phét Thi Say đã cho biết khoảng 600 quân nhân đã được điều đến hỗ trợ việc cứu trợ. Tại tỉnh Hua Phan, hình ảnh và video đăng bởi người dân trên mạng xã hội đã cho thấy dân làng đã chật vật để di rời tài sản và xe cộ. Tại tỉnh Viêng Chăn, sông Song ở huyện Vang Vieng cũng tràn bờ gây ngập lụt các cộng đồng địa phương và cả các khu nghỉ dưỡng tại điểm nóng du lịch này. Một số cây cầu cũng bị hư hỏng. Tại các tỉnh giáp danh với Hoa Phan và Luông Pha Băng, giới chức địa phương cũng đang gấp rút chuẩn bị để ứng phó với tình huống tương tự bao gồm chuẩn bị nơi trú ẩn an toàn cho những người bị mất nhà cửa. Nhiều người tại các khu vực bị ảnh hưởng hiện nay đang cần nơi trú ẩn, thức ăn và nước uống, cũng như xuồng để di chuyển. Tin tiếp theo, Indonesia huy động nhiều máy bay túc trực phòng cháy rừng. Thưa quý vị, chính phủ Indonesia đã khai triển hơn 20 máy bay trực thăng tới 6 nơi có nguy cơ cao xảy ra hỏa hoạn tại các tỉnh Sumatra và Kalimantan, sau khi ghi nhận các vụ cháy rừng quy mô nhỏ đầu tiên trong tuần vừa qua cơ quan khắc phục thiên tai indonesia bnpb cho biết đám cháy đã không lan rộng nhờ trời mưa và các nỗ lực chữa cháy trên mặt đất trước đó nhiều người đã lo ngại đám cháy sẽ gây khói bụi bao trùm khu vực để nâng cao cảnh giác tiến sĩ abdul muhari người đứng đầu trung tâm dữ liệu thông tin và truyền thông bnpb cho biết cơ quan này đã điều trực thăng giám sát và vận chuyển bom nước túc trực tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng như Riau, Jambi ở Nam Sumatra, Tây Kalimantan, Trung và Nam Kalimantan. Giới chuyên gia dự báo, mùa khô năm nay tại Indonesia sẽ không khắc nghiệt như năm 2015 và 2018. Tuy nhiên, giới chức Indonesia vẫn sẽ duy trì cảnh giác cao độ đến hết tháng 9, sẵn sàng nhân lực và vật lực cho tình huống khẩn cấp. Thời tiết trong một năm ở Indonesia được chia thành hai mùa, đó là mùa mưa và mùa khô. Mùa khô kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9, mùa mưa kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Indonesia thường xuyên hứng chịu những đợt khói mù bao phủ dày đặc trong khoảng thời gian từ năm 1997 đến năm 2015 do tình trạng đốt rừng. Chuyển sang một diễn biến khác. Ấn Độ treo quốc kỳ chào mừng ngày độc lập ở cách trái đất hơn 30 km. Theo thông tấn xã Việt Nam đưa tin, nhân dịp ấn độ kỷ niệm 75 năm ngày độc lập 15 tháng 8, tổ chức Không gian Space Kids India có trụ sở ở Chennai đã đưa quốc kỳ Ấn Độ lên độ cao trên 30 km so với trái đất bằng khinh khí cầu. Space Kids India là một tổ chức với sứ mệnh tạo ra các nhà khoa học trẻ tuổi cho đất nước và truyền bá nhận thức cho trẻ em về một thế giới không biên giới. Sự kiện này được thực hiện theo khẩu hiệu Ngày hội của tự do và trong khuôn khổ chiến dịch ba màu trong mỗi nhà do thủ tướng Narendra Modi phát động để chào mừng ngày lễ lịch sử này. Khi Ấn Độ kỷ niệm ngày độc lập, các thông điệp chúc mừng cũng đã được gửi đến từ không gian. Phi hành gia Samantha Cristoforetti, người đang sống và làm việc trên trạm vũ trụ quốc tế, đã gửi một tin nhắn video cho biết bà rất vui được chúc mừng Ấn Độ nhân 75 năm độc lập. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp sáng ngày 16 tháng 8 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.